Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Theo quyết định ban hành cuối năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh dự tính chi 18.900 tỷ đồng để bồi thường dự án vành đai 3, nhưng đến nay chưa cần tới 11.700 tỷ đồng, giảm hơn 7.200 tỷ đồng. Nội dung này được nêu trong báo cáo tình hình giải ngân vốn bồi thường, hỗ trợ tái định cư, gọi tắt là bồi thường của Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, thời điểm báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, 4 địa phương: thành phố Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, nhận thức nguồn vốn cần được bố trí đầy đủ, tránh thiếu hụt kinh phí dẫn đến phải báo cáo Quốc hội điều chỉnh tổng mức đầu tư. Từ đó các địa phương khái toán chi phí bồi thường trên nguyên tắc căn cứ vào ranh bản đồ do chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cung cấp chập ranh hiện trạng bản đồ Google, các vị trí có nhà trên bản đồ Google thì dự kiến là đất ở và tính đủ hạn mức theo quy định từ 200m² đến 300m². Đơn giá bồi thường cũng được khái toán theo mức cao nhất trong khung hệ số điều chỉnh giá đất. Đơn cử như huyện Bình Chánh, khung hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở là từ 6 đến 22 và đất nông nghiệp là từ 15 đến 38, thì Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh chọn hệ số 22 đối với đất ở và hệ số 38 đối với đất nông nghiệp. Riêng thành phố Thủ Đức, đất nông nghiệp chỉ tính theo đơn giá đất trồng cây lâu năm mà không phân loại đất trồng cây hàng năm và lâu năm. Tương tự, đối với công trình, vật kiến trúc và các khoản hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm đều dự kiến theo mức cao nhất. Ngoài ra, các khu đất do nhà nước trực tiếp quản lý theo quy định không được bồi thường, nhưng khi khái toán cũng tính luôn diện tích này như trường hợp được bồi thường. Do vậy, khái toán kinh phí bồi thường rất cao, lên tới hơn 25.600 tỷ đồng. Đến thời điểm phê duyệt dự án bồi thường, đơn giá bồi thường được cập nhật và báo cáo nghiên cứu khả thi. Tháng 12/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt dự án bồi thường với tổng kinh phí 18.906 tỷ đồng. Theo Sở Tài nguyên Môi trường, thời điểm này người dân chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý nên việc xác định chi phí bồi thường vẫn còn cao hơn thực tế. Đến khi các địa phương rà soát pháp lý hồ sơ do người dân cung cấp và trừ đi quỹ đất do nhà nước trực tiếp quản lý thì nguồn vốn giảm xuống đáng kể. Cụ thể, thành phố Thủ Đức cần 6.225 tỷ đồng, huyện Củ Chi cần 1.718 tỷ đồng, huyện Hóc Môn cần 1.614 tỷ đồng và huyện Bình Chánh cần 1.687 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hạ tầng khu tái định cư và các chi phí khác là 453 tỷ đồng. Như vậy, tổng nhu cầu kinh phí bồi thường của 4 địa phương chỉ cần 11.688 tỷ đồng, giảm 7.206 tỷ đồng so với quyết định cuối năm 2022 và giảm hơn 50% so với lúc khái toán nghiên cứu tiền khả thi. Vành đai 3 không phải dự án duy nhất thừa vốn ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo khảo sát của Sở Tài nguyên Môi trường, danh sách dự án thừa vốn còn có đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp, giảm 225 tỷ đồng, đường D8, đoạn từ Bùi Minh Trực đến Tạ Quang Bửu, quận 8, giảm 50 tỷ đồng, đường Vành đai Đầm Sen, quận 11, giảm 40 tỷ đồng, cầu Ông Nhiêu, thành phố Thủ Đức, giảm 195 tỷ đồng, cầu Tăng Long, thành phố Thủ Đức, giảm 147 tỷ đồng do dự toán dư, không còn nhu cầu sử dụng. Ngược lại, một số dự án tại thành phố Thủ Đức tăng vốn bồi thường như nút giao thông Mỹ Thủy tăng 366 tỷ đồng, đường Lã Xuân Oai đoạn từ đường Lò Lu đến Nguyễn Duy Trinh tăng 260 tỷ đồng. Ông Đỗ Anh Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cho biết, câu chuyện thừa vốn thiếu vốn là tình trạng chung của các dự án bồi thường, như dự án đường Dương Quảng Hàm đoạn từ quận Bình Thạnh đến công viên văn hóa quận Gò Vấp. Quyết định phê duyệt là 1.750 tỷ đồng, nhưng khi chi trả thực tế, quận Gò Vấp tính toán chỉ cần 1.525 tỷ đồng. Lý do theo ông Khang, ở thời điểm khái toán, địa phương chưa đủ cơ sở pháp lý để yêu cầu người dân cung cấp hồ sơ, giấy tờ cũng như đo vẽ hiện trạng, nên thường đánh giá tình trạng pháp lý được bồi thường cao nhất. Nhưng khi bồi thường cho từng trường hợp cụ thể thì nhiều hồ sơ không đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng một phần quy định. Cụ thể, một số trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, nhưng qua rà soát pháp lý thì có trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận do cấp chưa đúng quy định. Những trường hợp này ban đầu dự kiến sẽ được bồi thường nhưng sau đó chuyển sang chỉ được hỗ trợ đất ở hoặc bồi thường theo đơn giá đất nông nghiệp. Ngoài ra, các trường hợp nhà đất có nguồn gốc do quân đội cấp có một phần lấn chiếm nên không đủ điều kiện bồi thường mà chỉ được hỗ trợ. Các trường hợp có nguồn gốc lấn chiếm đất công cũng chỉ được hỗ trợ về đất, không được bồi thường, hoặc đất lấn chiếm và xây dựng sau ngày 1 tháng 7 2004 cũng không được bồi thường, không hỗ trợ về đất và cấu trúc xây dựng. Nêu giải pháp xử lý 225 tỷ đồng vốn bồi thường còn dư ở dự án đường Dương Quảng Hàm,
Ông Khang cho hay, quận Gò Vấp đề xuất thành phố Hồ Chí Minh điều chuyển sang dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đi qua địa bàn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Tại phiên họp chuyên đề về đầu tư công mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương khẩn trương đề xuất sở kế hoạch đầu tư điều chuyển phần vốn dự kiến không giải ngân hết sang các dự án hấp thụ tốt nhằm tăng tỷ lệ giải ngân chung trên toàn thành phố. Ngày 2 tháng 6, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thủ Dầu Một tổ chức chi tiền hỗ trợ bồi thường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh. Theo đó, hàng chục hộ dân đã có mặt tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thủ Dầu Một để làm thủ tục nhận tiền bồi thường. Những hộ dân đầu tiên nhận tiền bồi thường từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng. Tại đây, cán bộ đã hỗ trợ người dân ký các loại giấy tờ có liên quan, đồng thời điền thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền thông qua chuyển khoản. Mọi thủ tục đều diễn ra nhanh chóng, được người dân đồng thuận. Một trong những người nhận được số tiền bồi thường hỗ trợ khá lớn với hơn 20 tỷ đồng là ông Nguyễn Văn Dương, cho biết ông có đất dính vào dự án bị thu hồi hơn 3.400 m2 tại phường Phú Hòa. Cả nhà đều đồng tình với mức giá bồi thường hỗ trợ do cơ bản sát với giá thị trường. Hầu hết người dân đều bộc bạch khi bà con nhận tiền bồi thường hỗ trợ bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch thì cũng mong các đơn vị thi công tập trung đảm bảo tiến độ để đường vành đai 3 sớm hiện hữu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước. Ông Nguyễn Trọng Đức, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thủ Dầu Một cho biết, trong đợt đầu chi hỗ trợ cho 53 hộ dân với số tiền gần 300 tỷ đồng, tổng số tiền đền bù hỗ trợ vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh qua thành phố Thủ Dầu Một khoảng 850 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối tháng 6 2023, thành phố Thủ Dầu Một sẽ bàn giao 70% mặt bằng để kịp khởi công dự án này. Theo ông Võ Ngọc Sang, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Bình Dương, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh là dự án quan trọng quốc gia có ý nghĩa kết nối vùng nên lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng của Bình Dương áp dụng quy định pháp luật để xây dựng đơn giá bồi thường, hỗ trợ phù hợp trên cơ sở giá thị trường để người dân đồng thuận, ổn định cuộc sống. Mặt khác, cơ quan chức năng cũng tuyên truyền về ý nghĩa của dự án để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Dự án đường vành đai 3 đoạn đi qua Bình Dương có chiều dài toàn tuyến khoảng 26,6 km. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 19.280 tỷ đồng, có khoảng hơn 1.500 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án. Để phục vụ cho dự án vành đai 3, Bình Dương sẽ thu hồi 85,6 ha, kinh phí bồi thường hơn 13.000 tỷ đồng. Cụ thể, thành phố Thủ Dầu Một khoảng 12,6 ha, kinh phí giải phóng mặt bằng 1.659 tỷ đồng, thành phố Thuận An 51 ha với kinh phí giải phóng mặt bằng 4.992 tỷ đồng và thành phố Dĩ An khoảng 22 ha với kinh phí giải phóng mặt bằng 6.412 tỷ đồng. 10 ngày trước, cụ thể vào ngày 22 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc họp với các sở ngành để thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông quan trọng, trong đó có dự án đường vành đai 3. Cùng ngày 22 tháng 5, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký ban hành các quyết định 1321, 1322 và 1323 trên QĐ UBND phê duyệt đơn giá đất để bồi thường thực hiện dự án thành phần 6, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An. Theo quyết định kể trên, tại thành phố Thủ Dầu Một, đơn giá cao nhất bồi thường là trên 42 triệu đồng một mét vuông đất thổ cư trên quốc lộ 13 tùy từng vị trí, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn là trên 25 triệu đồng một mét vuông đất thổ cư, đường Nguyễn Thái Bình là trên 22 triệu đồng một mét vuông. Với đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ với các vị trí đường nhỏ hơn, hẻm có giá khác nhau. Tại thành phố Thuận An, đơn giá cao nhất 41,7 triệu đồng một mét vuông đất thổ cư trên đường Cách Mạng Tháng 8 tùy từng vị trí 38,8 triệu đồng một mét vuông, đất ở trên quốc lộ 13 trên 26 triệu đồng một mét vuông. Đất ở trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, tại thành phố Dĩ An, đơn giá cao nhất trên 41,9 triệu đồng một mét vuông, đất thổ cư trên xa lộ Hà Nội, trên 35 triệu đồng một mét vuông, đất thổ cư trên đường DT743. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.